Cái video clip này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt camera 360 Eleview V4 3D để nhìn được cái góc nhìn toàn cảnh hai đằng sau, phía hai đằng sau khi lùi hai lốp sau. Đây chúng ta có thể nhìn thấy hai lốp sau này, và cái hình góc hình toàn cảnh này nó nhìn được rộng như thế này ra phía đằng sau. Bình thường khi ta ấn nút dừng khẩn cấp thì nó ra cái góc hai bánh trước và cái khoảng cảnh phía trước này. Khi mà mình lùi thì nó ra hai bánh sau, và cái khung cái 3D ở đằng sau thì nó lại như này. Hoặc nếu chúng ta để chế độ 2D thì nó lại như thế này. Tức là cái khoảng không ở đằng trước và đằng sau của cái xe nó rất là nhỏ. Vậy thế thì để mà sửa thì chúng ta sẽ làm như nào? Bây giờ tôi sẽ bỏ đi, nó sẽ về bình thường, không lùi xe nữa. Đầu tiên là mình sẽ vào cài đặt mật khẩu 4 số 9, cài đặt cá nhân. Ở trong phần tùy chọn xem cái góc nhìn mà hai lốp sau, hai lốp trước, hai lốp sau, nó là cái góc nhìn của cái đèn dừng là góc này. Tức là khi chúng ta bấm đèn dừng thì cái góc đấy nó sẽ hiện lên. Thế thì để chúng ta nhìn được toàn cảnh 3D thì chúng ta chuyển cái này sang thành 3D. Phần toàn cảnh chúng ta chuyển sang thành 3D. Bố cục 2D kiểu hình căn kép là chuẩn rồi. Lưu. Ở cái này thì không cần phải khởi động lại. Sau khi lưu thì chúng ta thoát ra. Bấm thoát ra. Thoát. Bây giờ chúng ta thử nhé. Lùi này. Đây là thành 3D rồi này. Và khi chúng ta lùi thì cảnh thì nó đã là 3D nhưng mà nó vẫn nhìn được rất là gần đằng sau. Đấy. Ta đi. Chúng ta lại tiếp tục vào cài đặt 4 số 9. Cài đặt cá nhân. Ở đây chúng ta vào phần cài đặt 3D. Thì phần cài đặt 3D này chúng ta sẽ vào cái phần sau 1. Sau 1 đây là khi mà chúng ta lùi thì nó sẽ hiện ra cái góc này. Đây chúng ta có thể nhìn thấy ở đằng toàn cảnh, đằng cảnh chính này thì nó đã đúng là cái cảnh 3D ở đằng sau rồi. Nhưng mà cái mục phần toàn cảnh này thì nó lại đang rất là thấp ở phía đằng trước. Bây giờ mình sẽ vào phần toàn cảnh này. Bây giờ tôi sẽ chỉnh cái góc X. Bây giờ mình sẽ phải xoay cho nó ra đằng sau. Chỉnh góc X để mình xoay nó ra đằng sau. Đấy, chúng ta cứ chỉnh xoay cho đến khi nào mà chúng ta cảm thấy nó vừa thì thôi. Đây là tôi chỉnh đến 60. Góc Y. Góc Y này là xoay cái xe theo chiều lên xuống. Đấy, chúng ta cứ xoay. Mình xoay đến đây thì mình nhìn thấy cái phía trên này là nó đã hết hình rồi. Trên cái nóc của cái cây này, trên đỉnh của cây này đã hết hình rồi. Ta sẽ hạ lại, ngược lại tí. Đấy, này nó cho nó đẹp. Góc Z. Góc Z này là chỉnh to nhỏ cái xe mô hình. Đấy, các bạn cũng có thể chỉnh đến lúc nào mình cảm thấy vừa ý thì thôi. Nếu mình chỉnh nhỏ cái mô hình lại thì phía trên này nó lại bị không có hình. Thì mình lại chỉnh cái này dịch lên. Đấy thì tùy mình muốn nhìn rộng hay là mình muốn nhìn nó cái xe này nó càng nhấc lên thì mình sẽ càng dễ nhìn khi mà lùi hơn. Đấy. Tôi thì tôi để như này. Cho to lên một chút. Rồi. Điểm X. Điểm X là mình dịch sang trái sang phải tùy theo ý mình. Điểm Y. Dịch lùi lên, dịch lùi cái xe này phía sâu hơn. Điểm Z. Đấy, dịch lên dịch xuống. Thì tùy từng người, mỗi người có thể chỉnh theo ý mình. Độ trong. Và chúng ta chỉnh cái độ trong của mô hình này. Đấy, nếu mà ai không muốn nhìn cái xe thì chỉnh hẳn mất luôn cái xe. Nếu trường hợp này thì mình sẽ nhìn luôn được đằng ngay đằng sau của cái cam. Sẽ rất là dễ để di chuyển. Đây các bạn nhìn này. Mình tăng lên một chút. Đấy, thế thì cái xe mô hình này nó sẽ che mất một khoảng phía đằng sau đuôi của cái mô hình này. Tất nhiên đấy là nếu trong trường hợp mà mình muốn nhìn sát hẳn cái xe thì mình ẩn nó đi. Còn nếu mình không cần thiết, bởi vì như này mình có thể lùi được rồi,
thì mình để cái xe nó như này, để cái xe mô hình, vẫn để một xe mô hình. Sau đó quay lại, chúng ta ấn lưu. Ok, bây giờ mình quay lại kiểm tra nhé. Sau khi mình đã chỉnh xong, đây tôi ấn nút dừng khẩn cấp, đây là đằng trước, lùi ra đằng sau. Vậy thế là chúng ta đã có cái góc nhìn ở đằng sau mà cái mô hình 3D nhìn hoàn toàn đằng sau. Với góc này thì lùi sẽ rất là dễ. Đây tôi lùi xem. Đấy, mình hoàn toàn có thể nhìn thấy cái xe đằng sau khi lùi.